Có hai dạng mệnh người không giữ được tiền, hay gọi là hai dạng mệnh người nghèo. Dạng thứ nhất á, là người không có tiền, tức là cái cung tiền tài của người đó không có được. Đó là nguyên nhân dẫn tới họ nghèo. Dạng thứ hai á, là có cung tiền tài cao mà không có giữ được. Dạng này người ta gọi là có tài mà không có danh, và bản mệnh yếu. Đối với cái dạng thứ nhất á, là trong bản mệnh họ không có cung tài lộc luôn. Tức là cái cung tài lộc giả sử như là ngũ hành mộc đi, thì trong cuộc đời 90 năm, thì trong 60-70 năm đầu không thấy được đường tài lộc, thì được gọi là dạng nghèo ha. Tức là khi gặp được vẫn có tài thì tuổi đã lớn, 70-80, khi đó không thể làm giàu. Còn dạng thứ hai là ở cái tuổi trẻ có cung tiền tài nó hưng vượng, nhưng cái bản mệnh, tức là cái đường sức khỏe hay là cung công danh thì lại không có. Giống như là mình chỉ có được tiền tài của cha mẹ để lại, còn bản thân không thể nắm giữ được do bản mệnh suy yếu, không có được công danh. Thì trường hợp thứ nhất dễ khắc phục hơn trường hợp thứ hai. Tại trường hợp mà bản mệnh yếu thì phải vừa bổ sung bản mệnh vừa bổ sung công danh thì mới nắm giữ được tiền tài. Còn trường hợp thứ nhất chỉ tiền tài yếu thì mình chỉ cần bổ sung tiền tài là sẽ có được. Cái vấn đề tiếp theo là làm sao để xác định được mỗi một cái mệnh thì cái gì là tiền tài của mình, cái gì mà mình có thể khắc chế, mình có thể kìm hãm nó, nắm lấy nó, thì cái đó được gọi là tiền tài. Mạng kim khắc lấy mộc nên mộc được gọi là tiền tài của kim. Mạng hỏa khắc lấy kim nên kim là tiền tài của hỏa. Mạng thổ khắc lấy thủy nên thủy là tiền tài của thổ. Mạng thủy khắc lấy hỏa nên hỏa là tiền tài của thủy. Mạng mộc khắc lấy thổ nên thổ sẽ là tiền tài của mộc. Đó là năm cái cơ bản.